cái gì nữa? Nhìn cái camera nè. Hôm nay con làm gì? Con đang ở đâu? Con đi xem house. Xem gì? House. Houses là nhà. Nhà. Dạ. Thì Tin xin được thân ái gửi lời chào tới tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay thì Tin có cái dịp gọi là ở tại thành phố Houston. Và đây là một cái căn nhà mà công ty Amphast Home. Đúng rồi, công ty Amphast Home mới thầu mua. Và đây là một cái căn nhà sẽ được gọi là hoàn thiện lại một cách gọi là nó sẽ có cái kiểu cất căn nhà xây cái chuyện lên đó. Nó sẽ mới hơn, nó sẽ modern, cái nghĩa là nó hiện đại hơn so với những cái thiết kế hiện tại của căn nhà. Cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem cái căn nhà này á, là bây giờ trước khi sửa nó sẽ như thế nào và sau khi sửa nó như thế nào nhé. Đây là cái sân vườn ở dưới của cái ngôi nhà này. Mời quý vị cùng theo Thủy Tiên để xem cái ngôi nhà trước khi nó gọi là nó được sửa chữa. Ok, let's go back to show me the home. Wow, cái này là cái gì? Còn biết hả? Đây là một cái camera riêng của căn nhà đồng sau. Nghe nói này. Được cái là căn nhà này ở dưới cái vườn đó, nó rất là dài. Thiên Thường, con chuẩn bị ngã đi con. Hầu như là cái nhà này phải cần làm mới lại đó, hoàn toàn luôn. Đó. Nhưng mà được cái là cái nhà này á, công ty thầu mua cái nhà này với cái giá là 600, tin nhớ như là 600, à dạ không phải. Cái nhà này được mua, để tin coi nè, tin nhớ cái giá để tính tiền lại nào. Mà bán tới 570.000 đó, 563.000 chứ quên.
là cũng khá là gọi là cũng khá là cao rồi đó. Nhưng mà cái nhà này dự định sau khi xây cất á thì công ty sẽ bán nhà ở cái giá trên 800.000. Quan trọng của những người mua nhà mà tu sửa lại đó, mình phải định giá được cái giá thị trường. Tại vì giá thị trường hiện nay như quý vị cũng biết là nó có thể có những cái giá mình không thể nào biết chắc được. Là vì bây giờ cái thị trường bất động sản nó quá là hot đi. Hot có nghĩa là đây cái giá nó tăng vượt và mỗi một căn nhà không có giá định hướng đã định nhất định trong cái nhà nào hết cả. Cho nên nhiều lúc là để định được cái giá đó cũng rất là khó nữa. Cho nên là khi mình mua để đầu tư thì mình phải có ba cái yếu tố chính. Mình phải có một cái đội ngũ biết làm về gọi là sửa chữa ở trong cái giá của cái gọi là cái budget đó. Tức là cái giá mà dự định để xây hoàn tất của một căn nhà, chứ đừng có quá cái giá mà mình phải để thi công để sửa lại cái nhà đó, là một. Cái thứ hai, mình phải nắm vững cái giá ở ngoài thị trường. Tại vì có những căn nhà khi mình lên giá đó không biết sau này mình sửa xong mình có bán được hay không, hay là mình cho cái giá mà sẽ bán lại là quá cao. Có những nhà nếu mà bán lại quá cao có thể cái nhà đó không bán ra được, nó có thể ở trên cái thị trường là 2 tháng 3 tháng mà cũng chưa bán ra đó. Cho nên mình phải lưu ý về cái giá cả của thị trường và tại sao mình cho ra cái giá đó, và cái giá họ mua cũng vậy. Đừng cố gắng hay nghĩ rằng là mình cái giá của mình á là chưa đủ cạnh tranh. Tại vì nếu mà mình mua cái giá cao quá thì thật sự mình không có lời nhiều, hoặc là có thể nhiều lúc mình còn bị lỗ. Đó là một trong cái lỗi của nhà đầu tư, nhất là vào cái thời điểm này là rất là nhiều người đó vì cạnh tranh để mua nhà đầu tư, cho nên họ nâng cái giá mà mua thầu mua đó cao so hơn cái giá mà họ dự tính từ lúc ban đầu đó. Thì đây là cái lỗi mà tin nghĩ rằng là rất là nhiều nhà đầu tư sẽ gặp phải. Cho nên làm sao mình giữ vững ba cái là cái gọi là cái tài liệu của giá cả thị trường, cái giá cả của công trình, và cái thứ ba là giá mua nha. Đó là ba cái yếu tố mà đối với cá nhân Tiên cũng vậy, là Tiên hoàn toàn khi mà đi làm việc thì Tiên không ra ngoài công trình, nhưng mà Tiên chỉ làm việc về những con số để bảo đảm rằng cái việc đầu tư của mình sẽ có cái nguồn gọi là nguồn lời trong đó nè nha. Đó, thì đây là một cái phần giới thiệu nho nhỏ của căn nhà này. Lần sau khi Tiên trở lại, hoặc là có dịp nếu mà Tiên có trở lại căn nhà này, thì Tiên sẽ cho quý vị thấy là công ty Em Phát đã gọi là hoàn thiện căn nhà này như thế nào, và sau khi xong nó sẽ nhìn ra như thế nào nha quý vị. Một lần nữa Tiên thay mặt cho công ty Em Phát xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi về mục đầu tư để mua nhà ở tại Houston hay là thành phố Austin hay là Dallas, mua xong sửa chữa và bán, thì quý vị có thể gọi cho số phone đó là 1-800-358-5218, hoặc là quý vị có thể gọi cho văn phòng ở số 408-881-0188. Hôm nay là Tiên có một cái đuôi đi theo, cho nên là cũng xin được cáo lỗi tất cả với tất cả quý vị, nhưng mà dẫn cậu nhóc đi theo vậy thì hy vọng là tương lai của nhóc cũng sẽ giúp được mẹ và sẽ vào cái ngành nghề tài chính của mẹ thôi ạ. Thì một lần nữa, nếu quý vị nào cần có câu hỏi thắc mắc hay là muốn biết về những phương pháp đầu tư ở tại tiểu bang Texas, quý vị có thể gọi cho công ty ở số đó là 408-881-0188 hoặc 1-800-358-5218. Rồi con nói con được cảm ơn. Con được cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn cô chú. Và xin đừng quên. Và xin đừng quên. Ấn nút. Subscribe. Và cái gì nữa? Rồi like button của anh đâu? Bye. Xin chào các bạn một lần nữa và xin hẹn gặp lại. Xin chào.